это мамина, вот это папина. Xin chào mọi người, xin chào cô chú, xin chào các bạn. Hôm nay ăn súp với thịt. Ăn súp với thịt. Cái thịt vịt mày làm món gì đây này? Nhìn nó giới thiệu thịt vịt. Thịt vịt. Thịt vịt. Thịt vịt. Thịt vịt với cơ. Với cơ vịt. Thịt vịt. Với cơ vịt. Với lại cái này là xả. Mà hôm nay em nấu món vịt nấu xả mà gà. Với lại gỏi vịt con vịt á. Rồi xin mời mọi người nha. Hôm nay mình có đầu tóc mới mọi người. Mời mọi người ăn cơm. Mình phải múc súp gì vậy ăn nè. Các mẹ múc súp gì cho con súp ăn nha con. Con lâu lắm rồi mới ăn canh kiểu này nè. Con làm con làm. Rồi con tự xuống rồi. Nóng ngon quá, thịt vịt nó cũng mềm. Nghe hết cho món còn không? Waiting cry. Очень горячо. Горячий, я тебе говорил. Từ vậy á, cái mỡ của vịt nó nặng phía trên rồi, nên nó không có bánh hốt hơi ra ngoài được. Nó nóng. À trắng. Nên ăn rồi. Ngút. Nó ăn thế không con? Nó thử ăn ngon. Không cãi. Thịt vịt này ngồi. Thế nghĩ nếu mà làm cái này á phải ớt nhiều. Xong rồi mình trộn lên nó đỏ đẹp lắm, nhưng mà ăn cay cũng được. Lại em cũng không ăn cay được luôn. Nhưng mà wow. Không biết cay. Мама успела. Да. Я уже хотел плакать. О, сколько мяса. Cô chú ơi, cô chú ơi, em nhỏ không có chịu chơi một mình. Một mình mà em nhỏ không có chịu chơi mẹ mẹ. Em nhỏ phải ngồi chung như vậy mới chịu nè. Không có chịu ngồi riêng không? Lâu rồi mới ăn lại món thịt vịt nấu xả nè. Sự đớt cũng với lemon cast. Ngon cách. Nhả xương đã luôn. Nhả con này. Папа, знаешь, что у меня есть лайфхак? Какой? Если у тебя горячий, надо быстро жевать, чтобы перестало горячим быть. Ну да. Уа. Ножка. Он тоже на 9 часов тоже. Nên là đói bụng.
kìa. Cái lượng con nước xíu nè. Đó là chút xíu không được cầm. Nó xuống một cơ. Nó thế nào? Ну, папа, ну куда ты положил? Что мне положил? Скажи же. Колотный? Колот. Ага, колотный. Колот. Да, там по гумью, он дом. Колотму. Горапа там. Ага, колкоку. Он тут сука, да? Лёг, но он могу чуть. Ем мне, хорошо. Ну еще. Да, там. Cái khi mà mình ăn đó mọi người, có nhiều người khó tính á, có nhiều người nói là ví dụ ăn mà sao phát ra tiếng động á, hay là ăn gì ăn gì nói. Thì theo cái đó là mỗi nước mỗi văn hóa mọi người. Cái thí dụ như ở Việt Nam mình á, nhiều người hay nói ăn mà phát tiếng rồi á. Có người người thì mình ngồi, có người thì chê. Nhưng mà thật sự khi mình ăn á, mình người nước ngoài cũng vậy nữa. Người ta vừa ăn có thể vừa nói, nhưng mà khi mà nói là không có không có phun thức ăn, là mình nói kiểu mà mình nói sao mà mình giữ được thức ăn trong miệng mình nói, chứ vừa nói mà phun thức ăn mà mình đang ngồi đó là dơ mà mất lịch sự, đó là như vậy. Chứ còn ăn bình thường nói cũng được có sao đâu. Rồi thấy người Hàn Quốc không, phong tục của người ta ăn là phát ra tiếng là hút đột 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 là thức ăn ngon, người ta ăn gì đó ăn cho hết. Mẹ cũng không cần. Còn người Ấn Độ không tục, cũng người Ấn Độ là ăn bắp đâu có cần dùng muỗng tay, muỗng cái gì đâu. Mẹ cũng không cần. Đất nước hàng tỷ người luôn, ta cũng không cái văn hóa. Mẹ cũng không cần. Cắn luôn, cắn chi? Mềm xì quá. Mẹ cũng không cần. Chỉ muốn cần схватил мою футболку. Как всегда. Ой, ложки что ли? А, я понял, как в ресторане берут люди, и потом ложку вместе тоже. Ну, вот. Độ ta bắt người ta đâu có cần dùng muỗng nĩ đâu. Là cái đó văn hóa của người ta. Cái chim mốt cơ. Nếu ăn được cá phải lộn.
Тинка, папа так не ест. Кипи не конфет. Она еще хуже ест. Что? Кипи не конфет. Hôm nay cả nhà đói quá rồi. Cho nên là còn lại ăn không có chú rồi. Папа, я не смотрю, как папа, я даже не девушка. Ты свинка. Штепа. Какая же свинка Штепа? Эй, короче, как? Как? Кей, хел, 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 степ, Штепа. Ком хел? Ком хел Штепа. Hiếp Stepa, what is Hiếp Stepa about? Can I come here? Can you tell Stepa now? No, this is like Svinka Peppa. But in Ukraine, we have family name Stepa. Sh, Stepa. Like, like, sound like Peppa. Stepa. And I say Lucas eat like Svinka Stepa. Папа, есть еще один мультик старый, это по Штепа? Или это по-украински называется? По-украински. Штепа. Странно называться по-украинскому. Ну, не все. Ой. А, buổi tối nhiều tới đây mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi nhiều, rất là nhiều luôn, tạm biệt. Và chúc mọi người nhiều sức khỏe nha, bye bye. Hẹn gặp lại. Go to business trip. See you.